những trò rút rơm lạc lõng giữa ngày hội APEC, trò la làng nhân quyền bị thất bại. Trước khi tuần lễ cấp cao APEC được khai mạc, trên nhiều trang mạng, tờ báo hải ngoại xuất hiện không ít thông tin mang tính kích động về câu chuyện nhân quyền ở Việt Nam. Coi APEC là một cơ hội tốt để la làng như thường thấy, tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế gây sự chú ý bằng việc đưa ra với danh sách 105 blogger và nhà hoạt động nhân quyền mà tổ chức này cho là Việt Nam đang giam giữ, trong đó có Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger mẹ đấm, Trương Thị Nga, Cấn Thị Thiêu, Trương Thị Xuân. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế đã cố tình quên rằng những đối tượng này đều vi phạm pháp luật ở Việt Nam, chứ không phải là những nhà hoạt động vì môi trường hay nhà hoạt động nhân quyền. Những lời kêu gọi trên không nhận được sự ủng hộ của truyền thông quốc tế, nhưng một số bài trên trang YouTube vẫn tiếp tục chiêu thổi phồng sự việc. Ngay như bài trả lời phỏng vấn của một giáo sư tại Hoa Kỳ đối với APEC không đề cập nhiều đến vấn đề nhân quyền, nhưng vẫn được đăng tải với tiêu đề "Quốc tế kêu gọi tẩy chay hội nghị APEC vì Việt Cộng đàn áp nhân quyền". Lố bịch hơn, họ còn bịa ra chuyện Tổng thống Donald Trump dằn mặt Việt Nam vì vi phạm nhân quyền, và trong phần phản hồi bình luận, nhiều bạn đọc thẳng thắn phê phán chiêu trò đưa tin kiểu thêu dệt bịa đặt đó. Trò xuyên tạc hạ thấp vai trò của Việt Nam tại APEC năm 2017. Trên trang của tổ chức phản động Việt Tân và một số trang mạng khác còn có những bài viết xuyên tạc phê phán rằng nhiều người dân Việt Nam thờ ơ với APEC. Hành trang Việt Nam mang đến APEC vẫn là những phát biểu ngây ngô về lợi thế quốc gia và lao động giá rẻ, tài nguyên giàu có và con người thân thiện đã cũ rích suốt hơn 30 năm qua. Có thể nói, đó là những nhận định hết sức hồ đồ, đi ngược với thực tế. Ở Việt Nam, APEC đã nhận được sự quan tâm to lớn của nhân dân, nhất là đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp, không chỉ từ APEC năm 2017, mà từ lâu, trong các nghị quyết của đảng cũng như thực tiễn, Việt Nam đã xác định những vấn đề như nhân công rẻ, tài nguyên quặng thô, không còn là lợi thế quốc gia. Các chuyên gia kinh tế đều đánh giá cao những sáng kiến của Việt Nam. Giám đốc điều hành Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội, ông Adam Sitkoff cho rằng, APEC năm 2017 cùng với các chuyến thăm của những nguyên thủ hàng đầu thế giới là cơ hội tuyệt vời để Việt Nam thúc đẩy phát triển lợi ích kinh tế. Đặc biệt, Tổng thống Donald Trump cũng bày tỏ vinh dự và vui mừng được gặp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo nhân dân Việt Nam, chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công hội nghị cấp cao APEC một cách tuyệt vời. Đó là minh chứng sinh động cho thấy APEC năm 2017 đã được nước ta tổ chức rất thành công, để lại ấn tượng tốt đẹp, khẳng định uy tín và vị thế của Việt Nam.